Xin chào Việt Nam. Đầu tiên xin chân thành xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ ra video. Lý do bởi vì tôi đã đi du lịch cùng công ty. Sau 2 năm Covid thì giờ mới có dịp để đi du lịch. Nó đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Nào, hãy cùng tôi đến ngay và luôn với 12 sự thật thú vị về du lịch cùng công ty. 1. Tiền du lịch là tiền của mình. Đương nhiên là công ty sẽ bỏ tiền cho chúng ta du lịch, nhưng thực chất đấy là quỹ tiền phúc lợi của nhân viên được quy đổi ra dịch vụ. Và tất nhiên là nếu bạn không tham gia du lịch thì bạn cũng sẽ không được nhận tiền. Du lịch khiến bạn hạnh phúc hơn tiền bạc hoặc quà tặng. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng số tiền mà bạn bỏ ra để đi du lịch thực sự đáng giá hơn bất kỳ vật chất nào bạn có thể mua. Nghiên cứu tại một trường đại học của các nhà nghiên cứu danh tiếng đã chứng minh thực tế này. Lợi ích như thế nào thì các bạn hãy đón xem những phần tiếp theo của video này nhé. 3. Du lịch giúp chúng ta có một khoảng lặng trong một năm làm việc vất vả. Chúng ta sẽ có khoảng thời gian quên đi những project đầy task và deadline. Đầu óc thư giãn do khoảng lặng này đem lại có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu quả khi quay trở lại làm việc. 4. Du lịch cùng công ty còn được gọi là team building. Ngoài việc tham quan danh lam thắng cảnh, nghỉ ngơi tại resort, các tour sẽ tổ chức team building cho công ty. Các thành viên trong tổ chức sẽ chia thành các tổ đội để cùng thi đua, rất là vui đấy. 5. Du lịch cùng công ty là một Got Talent Show. Du lịch cùng công ty sẽ giúp chúng ta Got Talent trong những trò chơi team building. Người có hơi dài nhất, vô địch vật tay hay các party cũng giúp chúng ta tìm ra giọng ca hay nhất hay người uống bia giỏi nhất. 6. Du lịch cùng công ty thường là du lịch biển hoặc núi. Đơn giản bởi vì những địa điểm này sẽ có không gian rộng rãi để có thể tổ chức các trò chơi. Ngoài ra, khí hậu những nơi này rất mát mẻ và dễ chịu vì đa số cuộc du lịch được diễn ra vào mùa hè. 7. Đây cũng là dịp để ta tận hưởng thiên đường ẩm thực Việt Nam. Thật vậy, mỗi vùng miền sẽ có những đặc sản mà không nơi nào có được. Tuy sự phát triển của ngành logistics giúp ta dễ dàng có thể ăn chúng tại nhà, nhưng việc thưởng thức chúng ở đúng địa điểm sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. 8. Du lịch giúp bạn thông minh hơn. Điểm tham quan, mùi vị và cảm giác của một điểm đến mới sẽ kích thích bộ não ghi nhớ nhiều hơn. Bạn cũng đang tạo ra những đường dẫn thần kinh mới. Những điều này sẽ thúc đẩy bộ não suy nghĩ khác biệt, sáng tạo hơn, tăng kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề của bạn. 9. Du lịch cùng công ty giúp trái tim bạn khỏe hơn. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đàn ông bỏ kỳ nghỉ hàng năm có nguy cơ bị đau tim cao hơn 30%. Du lịch giúp bạn giải tỏa căng thẳng. Điều này giúp chúng ta giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. 10. Du lịch giữ cho nền kinh tế tăng trưởng. Ngành du lịch đã phải đóng băng trong 2 năm đại dịch Covid. Chính vì thế, việc bạn đi du lịch cùng công ty sẽ giúp ngành này phục hồi trở lại. Wow! Bạn thực sự là người có ích cho xã hội. 11. Du lịch giúp gắn kết các thành viên trong công ty. Thật vậy, qua những trò chơi team building hay các cuộc party thâu đêm suốt sáng, mọi người trong công ty sẽ trở nên thấu hiểu nhau hơn, gắn kết nhau hơn, có những kỷ niệm đẹp để có thể làm việc phối hợp nhịp nhàng với nhau hơn. 12. Bạn có thể thoát ế khi đi du lịch cùng công ty. Anh em lập trình nói riêng và anh em kỹ thuật nói chung thường không có thời gian để đi tìm bạn gái cho mình. Đi du lịch cùng công ty sẽ chính là cơ hội cho chúng ta. Có thể ngành công nghệ thông tin này ít thành viên nữ thật, nhưng trong cả công ty chắc chắn sẽ có những phòng ban có nhiều nhân viên là nữ, ví dụ như nhân sự hay kế toán. Việc cùng nhau tham gia một chuyến phiêu lưu có thể khơi dậy tia lửa tình cảm. Hãy tận dụng nó nhé. Các bạn thấy sao về những sự thật thú vị của việc đi du lịch cùng công ty? Hãy cho mình biết ở phần comment nhé. Và hãy cố gắng tận hưởng chuyến du lịch này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.